Đợt mưa lũ năm 2013 đã làm cho hệ thống cung cấp nước sạch của xóm Yên Luống, xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp bị hư hỏng hoàn toàn. Theo đó, gần 100 hộ dân trong xóm không có nước sạch để sinh hoạt, phải sử dụng nguồn nước từ khe suối và nguy cơ ô nhiễm cao, ảnh hưởng đến sức khỏe. Đã gần một năm nay, gia đình anh Cao Xuân Thành ở xóm Yên Luống, xã Châu Quang phải sử dụng nguồn nước suối này phục vụ cho sinh hoạt của gia đình. Mặc dù rác thải vứt tràn lan gây ô nhiễm cả dòng chảy, nhưng gia đình anh không có cách nào khác là vẫn phải sử dụng. Xóm của tôi là xóm hạn, không còn nước, đào giếng 60m, 11m không có nước. Nhưng là như toàn bộ dân ở xóm Yên Luống là toàn bộ dùng nước để ăn hàng ngày và rửa rẫy giặt giũ. Nước máy thì họ cũng làm cho một thời gian được một năm, nhưng mà mùa lụt đi rồi hư ống rồi cũng nước sạch cũng không về, đến phải mục ngoài đi về vừa nấu uống rồi là dùng hàng ngày rồi là giặt giũ cũng phải ra ngoài đi giặt thì cũng phải chịu rồi, thấy không biết làm sao được. Không chỉ với gia đình anh Thành, chị Quế mà hiện nay gần 100 hộ dân ở xóm Yên Luống cũng đang phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm này để ăn, uống và phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Theo người dân ở đây cho biết, do địa hình phức tạp nên phần lớn các hộ dân trong xóm không thể đào giếng để lấy nước sử dụng. Năm 2009, Ban Dân tộc Miền Núi đã đầu tư hơn 1,2 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 360 triệu đồng để xây dựng hệ thống cấp nước sạch đến tận các hộ gia đình. Tuy nhiên, công trình mới chỉ đưa vào sử dụng được một năm thì bị mưa lụt làm hư hỏng. Hiện nhiều đoạn trong hệ thống đường ống cung cấp nước đã bị đứt gãy, vùi lấp và hư hỏng. Năm vừa rồi thì có cái trận lụt nên đã cuốn đi một đoạn đường ống. Do đó hiện nay bà con của xóm là không còn nước để sử dụng. Mặc dù vậy, nhưng chính quyền địa phương do cái điều kiện về ngân sách chưa có cái đầu tư để mà khắc phục lại đường ống. Trước thực trạng đó thì về địa phương chúng tôi cũng đề nghị các cấp, các ngành tạo điều kiện để mà làm lại cái đường ống, đưa nước sạch về phục vụ cho bà con nhân dân, đảm bảo cái đời sống sức khỏe. Kinh phí sửa chữa lớn, người dân và chính quyền địa phương không thể khắc phục, nhưng cũng không thể để gần 100 hộ dân ở Yên Luống phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm để sinh hoạt hàng ngày. Bà con và chính quyền nơi đây mong muốn được các cấp chính quyền và các ngành liên quan sớm hỗ trợ địa phương khắc phục và sửa chữa công trình nước để có nguồn nước đảm bảo an toàn vệ sinh.